Ngày 17 tháng 6, học sinh tỉnh Hậu Giang bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 với nhiều điểm mới. 23 trường trung học phổ thông trong tỉnh đều tổ chức tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển. Riêng trường trung học phổ thông dân tộc nội trú, lần đầu áp dụng tuyển sinh 2 lớp 10 dân tộc Kinh khoảng 70 học sinh. Năm nay là năm đầu tiên thí sinh đăng ký dự thi trên phần mềm quản lý tuyển sinh qua cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh. Có gần 9.000 học sinh đăng ký, tuy nhiên chỉ tiêu tuyển của các trường trung học phổ thông chỉ gần 7.200 học sinh. Như vậy, toàn tỉnh có 70% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở sẽ được các trường trung học phổ thông tuyển vào học tập tại trường, giảm 10% so với năm ngoái. Cho 30% học sinh còn lại sẽ phân luồng đi học nghề, trung cấp chuyên nghiệp hoặc là học các lớp phổ cập trung học phổ thông. Mỗi hội đồng coi thi được bố trí một phòng thi riêng cho thí sinh thuộc diện F0 và trường hợp nghi nhiễm, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.